Vật phẩm phong thủy, cặp bảo bình mẫu chế tác cảnh, công danh phú quý. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Hôm nay thì ở video này xin phép được gửi đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một cặp bảo bình sứ Bát Tràng, họa tiết vẽ thủ công bằng tay và kích thước là rất là lớn nhé, cao là 1m05 và đường kính bụng là 54. Mọi người nghe cái âm thanh nó rất là đanh và có cái độ vang của cái âm thanh. Chúng ta nghe cái độ vang nhé. Để cho ra được cái loại sứ này nó còn xuyên được cả ánh sáng qua, xuyên được sáng. Để cho ra cái loại sứ này thì nguyên liệu đất sẽ phải làm từ đất sét trắng siêu trong không tạp chất, nung ở nhiệt độ 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá. Và cái màu sắc của cái tác phẩm này nó sẽ là bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Cái độ bóng của nó cũng rất là bóng nhé, rất là bóng. Khi mà chúng ta sờ lên tác phẩm này, chúng ta sờ lên tác phẩm thì như là chúng ta sờ lên trên kính ấy. Sờ lên kính như thế nào thì sờ lên tác phẩm này y như vậy, nó sẽ trơn mịn và mượt y như vậy nhé. Và cái cảnh chính chế tác nên trên cái tác phẩm này chính là hình ảnh một cặp chim công, một cặp chim công kết hợp thêm hình ảnh là chim chỉ, hoa đào, hoa phù dung, hoa cúc và hoa sen. Vẫn có bốn loại hoa biểu tượng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Nền của tác phẩm này là màu xanh coban nhé, màu xanh tím than. Mỗi một cái họa tiết ở trên tác phẩm sẽ đều mang một cái ý nghĩa khác nhau. Không phải tự nhiên mà người ta thường chế tác hình ảnh chim công hay là hoa đào, hoa cúc, hoa phù dung hay là hoa sen ở trên những cái vật phẩm phong thủy. Tất cả đều có cái lý do hết của nó. Ví dụ như là chim công thì như chúng ta biết là chim công là đứng đầu về vẻ đẹp trong cái ngành họ nhà chim, chim công nhé. Với cái đuôi xòe rộng mang một cái màu sắc và một cái thẩm mỹ rất là cao. Đó, chính vì vậy là chim công thường được chế tác trên những cái tác phẩm, ví dụ như là tranh, ảnh hay là trên những cái vật phẩm phong thủy, bởi vì cái vẻ đẹp của chim công. Ở đấy là cái thực tế. Cái thứ hai nữa là ở như ngày xưa, chim công sẽ thường được vua chúa quan lại nuôi ở trong những cái vườn thượng uyển để có thể ngắm nhìn cái vẻ đẹp của chim công như là một cái vật làm cảnh. Chính vì vậy chim công cũng được gắn liền với cái sự giàu sang phú quý. Và tiếp theo, chim công thì như thực tế ở ngoài đời ấy, chim công một trống một mái sẽ ghép với nhau cho đến hết đời. Đấy, chim công còn thể hiện cho cái tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son, sự chung thủy. Đấy là hình ảnh chim công nhé. Nghĩa là sẽ có cái ý nghĩa hết, thì người ta sẽ đưa lên những cái vật phẩm phong thủy để mang một cái ý nghĩa to lớn. Tiếp theo chim chỉ thì cũng biểu tượng cho cái sự phú quý. Cái lông công và lông của chim chỉ còn được làm những cái vật trang trí lên trên mũ hay là lên trang phục của quan lại vua chúa ở ngày xưa. Tiếp theo thì hoa phù dung thì cũng được vua chúa quan lại họ trồng trong những vườn thượng uyển để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của những cái bông hoa. Chính vì vậy hoa phù dung sẽ được gắn liền với cái sự phú quý giàu sang và thể hiện cho vẻ đẹp của những vị hoàng hậu của những vị vua ấy. Đấy là hình ảnh ý nghĩa của hoa phù dung. Tiếp theo hoa đào. Hoa đào thì như chúng ta biết hoa đào là chỉ nở vào mùa xuân thôi, mùa xuân, và cũng là hoa đào cũng là một cái văn hóa của rất nhiều các nước Á Đông. Vào mỗi dịp Tết sẽ được trưng bày trang trí ở trong nhà và cũng có những cái lễ hội hoa đào. Chính vì vậy hoa đào là biểu tượng được con người gắn liền cho cái biểu tượng là thể hiện cho cái sự may mắn, sự sinh sôi nảy nở phát triển và sự sum vầy tụ họp của mỗi một gia đình vào mỗi một dịp lễ Tết vào cái mùa hoa đào nở. Đấy là cái ý nghĩa của hoa đào nhé. Tiếp theo hoa cúc là biểu tượng cho sự trường thọ này. Chúng ta nhìn thấy hoa cúc nhé, cái tính ứng dụng của hoa cúc ở trong đời sống rất là cao. Hoa cúc vừa làm hoa để trang trí này, vừa làm thuốc chữa bệnh này. Tiếp theo về đến hình ảnh hoa sen
Thế như chúng ta biết là hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, và cũng như là hoa sen là biểu tượng trong Phật giáo thể hiện cho sự tinh khiết, đấy là hoa sen nhé. Và trong thực tế thì như chúng ta biết là để nở ra được một bông hoa sen như thế này, hoa sen sẽ phải vượt qua một lớp bùn, một lớp nước để có thể ngoi lên để tạo ra một cái bông hoa với hương sắc ngào ngạt. Cái môi trường sống của sen thì xung quanh môi trường sống là bùn, hôi tanh mùi bùn, nhưng mà trái ngược lại khi mà nở ra một bông hoa thì hoa sen lại có hương thơm ngào ngạt. Cái hoa sen, cái hình tượng hoa sen cũng là cái động lực cho chúng ta ở trong cuộc sống là có thể tránh xa được những cái cám dỗ, tránh xa được cám dỗ, đi theo một con đường tốt nhất để chúng ta có thể đạt được đến những cái thành công mong muốn trong sự nghiệp của mỗi con người. Cái hoa sen là một cái hình tượng như là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta trong cuộc sống. Thế nên là tất cả những cái họa tiết mà chế tác ở trên những cái tác phẩm bình phong thủy sẽ đều mang một cái ý nghĩa rất là to lớn. Cái cảnh chính ở trên tác phẩm này, cảnh chính ở trên tác phẩm là hình ảnh một cặp chim công, một trống một mái, chim công với cái đuôi xòe rất là rộng nhé, kết hợp với hình ảnh là hoa đào hồng và đỏ. Ở trên thì có một cặp chim trĩ này. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng tham khảo về tác phẩm này. Đây là hoa cúc nhé. Hoa cúc này, hoa sen này, hoa phù dung này. Nó bày một cặp chị tác phẩm này trong nhà thì rất là sang trọng và đẹp mắt. Và để nói về cái độ bền của tác phẩm thì nó là vĩnh cửu rồi, trừ khi chúng ta làm rơi vỡ thôi, còn không thì nó sẽ mãi mãi như thế này, nó sẽ trường tồn với thời gian. Và ngoài ra thì chúng tôi còn nhận chế tác những cái tác phẩm bình phong thủy theo yêu cầu, ví dụ như mọi người có mẫu, mọi người có thể liên hệ, chúng tôi sẽ chế tác lên một cái tác phẩm theo mong muốn của mọi người. Và giờ thì mình xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về tác phẩm này. Đầu tiên thì mình xin phép được quay cận vào cái phần thân của tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ hơn nữa về cái họa tiết chi tiết ở trên tác phẩm này. Khi mà nhìn vào tác phẩm chính diện đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh một hình tượng chim công. Chúng ta nhìn thấy hình tượng chim công với cái đuôi xòe rộng trải dài từ phần vai xuống đến phần chân. Đuôi xòe rất là rộng nhé. Phần chim công này. Xung quanh là hình ảnh hoa đang nở rất là rộ. Đây là thể hiện là một cái mùa xuân, một cái mùa xuân mà mưa thuận gió hòa, thì những cái loại hoa, loại cây đang phát triển sinh sôi một cách tốt nhất, ở trong cái điều kiện tốt nhất. Chúng ta nhìn thấy những cái sắc hoa nhé. Đây, những cái bông hoa này. Màu sắc rất là đậm đà này, phần màu lá cũng vậy, rất là đậm đà và sắc nét nhé. Cái cách chế tác cái màu nền là màu tối ấy, thì sẽ giúp cho cái họa tiết của chúng ta nó nổi bật, nhìn nó nổi bật lên. Đây, những chú chim đang bay lượn này. Đây là một cái khóm sen. Đây, chúng ta nhìn thấy cái khóm sen nhé. Cái màu của đất, cái màu của sứ nó sẽ trắng như thế này. Cái màu của sứ bản thân nó sẽ trắng tinh như thế này mọi người nhé. Đấy, nó sẽ trắng tinh như vậy, trắng như đá. Trắng này của nó là trắng trong chứ không phải là trắng theo cái kiểu là trắng đục. Thì như chúng ta nhìn thấy cái độ bóng của men, thì chúng ta nhìn vào cái phần khoảng này đây. Cái bóng đèn ở bên trên nó đang phản chiếu vào rất là nhiều, chứng tỏ là cái men này nó rất là bóng nhé. Đây, những cái cánh hoa cúc này. Màu sắc rất là rực rỡ. Đây là trên phần cổ của tác phẩm. Cổ thì được trang trí hình ảnh là hoa đào và hình ảnh chim chỉ. Và chim chỉ với cái đuôi xòe rất là rộng nhé. Thực sự nhìn những cái tác phẩm này bên ngoài thì nó đẹp vô cùng, nó rất là đẹp. Chú chim chỉ đang bay đây. Đây là một cặp chim nữa này. Và chúng ta nhìn vào khung cảnh nó cực kỳ là sôi động, rất là nổi bật, nhìn nó yên bình. Đây, chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng nó xuyên sáng chưa? Chúng ta nhìn được phần này, sứ xuyên sáng này.
Đấy, nó sẽ sáng nhẹ lên. Bởi vì bản thân cái này của nó đang rất là dày nhé. Bản thân của cái thành này của nó rất là dày. Thế nên là ánh sáng nó qua nó sẽ nhẹ chứ nó không được mạnh so với chúng ta là một cái nền mà một cái thành của nó mỏng. Nhưng nó vẫn xuyên được qua, chúng ta nhìn này. Vẫn xuyên được qua nhé. Chúng ta nhìn cái ánh sáng nó chạy này. Đấy, chúng ta nhìn ánh sáng chạy này. Vẫn xuyên được ánh sáng qua. Đây, chúng ta nhìn những cái cánh hoa được chế tác tròn trịa này. Chú chim này. Quay cận hết sức vào cho chúng ta có thể nhìn được chi tiết và rõ nhất cái tác phẩm. Chúng ta nhìn cái độ bóng của tác phẩm này. Nhìn thấy những cái ánh đèn này. Nó rất là bóng nhé. Và rất nhiều người thắc mắc là tại sao nó lại có những cái đường viền mà đen hơn. Ví dụ như là có chỗ nhạt, chỗ đen như thế này. Đấy, chỗ nhạt, chỗ đen. Thì cái bản thân cái dòng này là dòng vẽ tay. Cái dòng vẽ tay chúng ta khi mà tạo ra một cái phơ đất, khi mà tạo ra một cái phơ đất vẫn còn là đất, bắt đầu chúng ta vẽ màu lên bên trên, thì mọi người cứ tưởng tượng như vẽ tranh cũng vậy. Khi mà chúng ta nhúng cái bút xuống màu, bắt đầu chúng ta tô lên, thì cái điểm đặt bút đầu tiên và những cái vành ở bên ngoài của cái bút ấy, ví dụ như chúng ta đặt bút vào đây, cái tay mình ví dụ đây là cái bút đi, chúng ta miết tô xuống như thế này là tô cái nền đấy, thì thường mực nó sẽ có cái xu hướng là ở cái phần trên của bút này và hai bên này nó sẽ tràn mực ra hai bên, nó sẽ nhiều mực hơn, chính vì vậy nó sẽ tạo nên những cái đường viền như thế này. Đấy, đường viền rất là to nhé. Đấy. Cái hàng chứ không phải là lỗi nhé, đây là bản thân của cái hàng vẽ tay nó sẽ có những cái đặc điểm như thế này. Đấy. Chim chỉ với cái đuôi dài này, thần thái mắt của chim này. Bây giờ thì bắt đầu sẽ đến với hình ảnh ở chim công. À, như chúng ta nhìn thấy ở chim công này, đây là chim mái. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần mắt này, mồm, mũi này, được chế tác rất là kỹ nhé. Những cái bông hoa nó nét đây, chúng ta nhìn nó nét chứ, nó rõ ràng, sắc nét, màu sắc nó đậm đà. Nó rất là chân thật, rất là chân thật. Đây, mặt chim công trống. Đây là mặt chim công trống. Mình quay cận như thế này vào để cho chúng ta có thể nhìn và cảm nhận và hiểu rõ hơn được về cái sản phẩm nhé. Chúng ta nhìn cái độ bóng loáng của sản phẩm nhé, cực kỳ bóng. Cái thân cây thì chúng ta nhìn thấy đúng cái màu thật của cây này. Đấy. Thân cây. Đây là phần thân cây nhá, hoa đây. Đây là một chú chim chỉ đang bay này. Một chú chim chỉ đang bay. Sang đến đây là cái hình ảnh hoa sen nhá. Xoay gương được này, chúng ta nhìn này, xoay gương được này. Đây là hoa sen này. Màu bản thân của sứ nó sẽ trắng như cái cánh sen này, nó sẽ trắng như vậy. Có cái độ vang cao, độ vang rất là vang. Đấy, sang những bông hoa cúc, chúng ta nhìn thấy cánh hoa cúc này, bông tơ chưa? Đấy, cánh hoa cúc này, rất là bông tơ nhá. Hoa cúc là biểu tượng là sự trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Thường thì chúng ta hay nhìn thấy hoa cúc sẽ được thắp hương dâng lên các cụ này. Hoa cúc còn có thể làm thuốc này. Cái tính ứng dụng của hoa cúc rất là cao nhé. Hãy thắp hương lên các cụ thể hiện cho cái lòng biết ơn và cái lòng hiếu kính tưởng nhớ đến những bậc cha ông. Đây, cái phần đuôi công này. Chúng ta nhìn cái phần đuôi công này, từ trên cho xuống đến dưới này. Tỉa những cái lông răm luôn nhé, tạo cái sự chân thật. Chân của chim công này. Chân thì được chế tác rất là chắc chắn này, vững chãi.
Đây chúng ta sẽ nhìn được trọn thân hình của chim công nhé, cái tư thế của chim công này, dáng người mảnh khảnh. Đuôi xòe rộng. Quá trình làm tác phẩm thì mình sẽ để ở cái mục cuối video nhé. Mọi người sẽ thấy được cái quá trình chế tạo nên cái tác phẩm này. Đây là bản thân cái chất sứ nó sẽ màu trắng như thế này mọi người nhé. Trắng như đá. Đây của nó là trắng trong, trắng trong, trắng sâu, trắng bóng. Nó mọng, cực kỳ mọng. Và như hiện tại thì mình đã bày trí hai tác phẩm ở trong phòng khách để chúng ta có thể hình dung ra được dễ hơn. Ở cạnh hai bộ bàn ghế sẽ có hai cái đôn và mình sẽ bày trí hai tác phẩm ở trên hai chiếc đôn và phía góc của căn phòng để chúng ta có thể hình dung ra được khi mà bày trí cái tác phẩm với kích thước cỡ đại như thế này thì nhìn sẽ như thế nào. Và cái ý nghĩa chung của cái tích cảnh công danh phú quý là với mong muốn giúp gia chủ có được công danh sự nghiệp vững chắc và với như cái mong muốn nguyện vọng của mình. Trong cuộc sống thì luôn gặp những điều may mắn, hạnh phúc và sung túc về mặt tiền bạc và cuộc sống hạnh phúc viên mãn về mặt gia đình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa, rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Đấy, cái phần đầu công anh không không gối vào vào hoa đấy là ok. Vâng. Đấy. Nếu đang định lên em bảo anh thì cái phần này anh vẽ tròn tròn cho em mà đẹp. Cái cũ của nó là đang kiểu kẻ dọc nhưng mà vẽ tròn này là đẹp rồi. Thế là cái phần này anh tỉa tỉa cho em khi mà lên màu cho nó có cái độ đậm nhạt một chút đấy. À đây lên tròn mà. Vâng. Tròn tròn màu. Nghĩa là nó có độ đậm nhạt một chút hôm qua em lên. Đấy, kiểu kiểu ví dụ nó có chỗ đậm chỗ nhạt thì nhìn nó sẽ không bị đều.
Vâng, Là mình tối ăn cho tối và còn cái sáng là ảnh mẫu như lần trước em gửi cho anh Dũng là đây nhìn đây. nó sẽ bị đều hơn. Đây cái ảnh trước nó như thế này. Đấy, thì nhìn nó cứ đều 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 Rồi đều. anh dồn lên bên này sáng hẳn đi. Vâng, cái Bên anh này dồn lên dồn dập bên này. vâng. Nghĩa là nhìn làm sao cho nó màu nó nổi, khi mà nhìn vào là cái con công mình cảm giác nó nổi bật hẳn lên, bởi vì cái này cái chủ thể chính em đang muốn là cho cái con công nhìn nó to hẳn lên ấy. Tại khi mà nhìn vào nhìn con công nó nổi bật lên. Em nêu màu này hay nêu màu theo cái kia? Không, em lên màu theo cái kia thôi, Em nêu cái anh chỉ kia lên đi. màu theo cái Vâng. kia. Vâng, nghĩa là ý là những các chi tiết này mình làm cho nó kỹ kỹ một chút, khi mà nhìn vào ví dụ nhìn vào mặt con công thì nó có hồn một chút. Đấy, như này đẹp này, cái tai tiếc lên ok. Đấy, như lần trước cái ở trong ảnh kia là cái chân con công nhìn nó bị bé, thì bây giờ mình cướp lên nhìn nó to, nó dài, nhìn nó có móng thì nó đẹp. Những cái nét hoa anh cố gắng đi cho em nó liền mạch, cái nét hoa nó liền mạch. Anh hoa anh như nó dồn như kiểu này nhá. Đây là cái của nó. Đây là liền đây đúng không? Cái nét này là ý em là những cái nét này. À cái đứt gì? Vâng, nó đi liền lại. Để khi nhìn vào thì cảm giác nhìn nó liền mạch sắc nét, nó tròn trịa cái bông hoa ấy. Như là đứt hết mối. Vâng, anh nối nối giúp em cho nó nhìn cho nó tròn trịa. Còn lơ màu như nào thì anh nhìn anh cảm thấy hợp lý thì anh lơ. Còn đây là em chỉ nhờ anh là ý hộ em cái nét thôi. Đấy. Đấy, nó liền những cái nét lại. Nó cánh hoa nó kiểu nó tròn trịa. Vâng. Đấy, nét nét nó cứ liền thì là đẹp. Lúc mà nền ấy thì anh lơ cho em tới tối như này nhé, Thế cái em nền lên nó sẫm hơn, nó vâng sẫm sẫm thì nó thì đều nó nổi bật hẳn cái à, chủ thể của mình đó. lên. Với cả cái phần chim công anh cho em những cái màu nào mà nghĩa là khi mà nhìn nó phải bật được lên hẳn so với cái nền nền màu xanh này. Nên một cái này. Ví dụ như bây giờ cái nền đang là màu xanh này đúng không, cái cánh công nó là đang là màu xanh này đúng không, thì nhìn cảm giác nó hơi bị lẫn lẫn với nhau một chút, thì anh bật cho em sang cái này đi, Cái kiểu nơ kiểu kia nhé. kiểu kiểu kia đi, kiểu này đi. Anh thì sợ không sang giống mẫu thì nó khó. Anh bật cho em sang cái này đi, nhìn nó bật hẳn lên này. Thế em gửi cho anh cái Vâng. này chụp luôn. Thì nhìn nó nổi, nó tách khỏi con công ra khỏi cái nền. Cả những con chim lại thế nhé, nghĩa là Những con chim làm sao cho cái màu, nghĩa là nó màu nó sặc hơn, không cần vâng. đi theo nó đâu. Nghĩa là chỉ cái nét là anh sắc nét cho em, với cả ví dụ như là những cái bình to như này, con chim con chiếc thì mình làm cái mặt cái mũi để làm sao cho nó nhìn nó phải có thân thái. Còn về màu sắc thì anh cứ Hài hòa là làm cho em hài hòa vậy, nó nó ổn bật được cái nổi chính lên, nó bật được cái tông chính lên là ok. nhất. À, đây là đang chế tác một cặp bảo bình, mẫu chế tác là chim công.
Không chỉ là vợ vi phạm của án là con trai của nạn nhân, mà còn là xem biến và đề cả trí mắt của cô đã cũ với các bạn. Như mình có thể đến ban đầu là trường học tốt đầu của Trung Quốc và cũng là một trong những trường để chân càng nhìn rõ ràng. Thế nên thì mình làm này nâng tăng mà lên được. Vâng. Vậy nên một sinh viên trường đại học Hoa lại là nghi phạm trong vụ án sát hại mẹ đã gây chú ý rất lớn ở dư luận. Ngô Tạc Vũ, xin hãy quý mình là Khánh, đồ gốm phong thủy, chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.